Năm 1859, một nhà thực vật học người Pháp lên đường đi xuyên qua cánh rừng nhiệt đới ở Campuchia để kiếm tìm một thành phố vĩ đại bị mất tích. Khi ấy chỉ có Moho và một người dẫn đường cho ông đi sâu vào phía bắc khu rừng mưa nhiệt đới. Đến cuối cùng hiện ra trước mắt ông là quần thể kiến trúc Angkor Wat. Angkor Wat đã được tìm thấy như thế. Hàng dãy những ngôi đền gần như vô tận trải rộng khắp cả vùng Angkor. Tại đây, Moho đã viết: nơi đây có những tàn tích của một nền văn hóa tồn tại với kiến trúc tuyệt vời. Những công trình hẳn phải được xây dựng bởi một số lượng lớn nhân công. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta đã thấy ngập tràn niềm ngưỡng mộ sâu sắc và không thể không tự hỏi, dân tộc hùng mạnh này giờ ra sao? Một dân tộc văn minh đến vậy, khai sáng nhường ấy, những con người đã tạo nên tuyệt tác khổng lồ này. Thực ra họ là ai? Khi Moho hỏi những người dân địa phương, ai đã dựng nên đền Angkor Wat? Một số người nói rằng đó là vua của những thiên thần. Một số người nói đó là sản phẩm của những người khổng lồ. Những người khác lại trả lời đơn giản, ngôi đền tự nhiên sinh ra. Trong suốt thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học cố gắng bảo vệ ngôi đền khỏi sự xâm chiếm của rừng già và tìm hiểu xem ai là người đã xây dựng nên nó. Nhưng vào năm 1975, nội chiến nổ ra ở Campuchia và ngôi đền Angkor bị bỏ ngỏ. Ngày nay, một thế hệ các nhà khoa học mới đã quay lại đây để cứu lấy Angkor khỏi khu rừng và sự tàn phá của chiến tranh. Nếu so về số lượng đá được dùng, nó sánh ngang với kim tự tháp Ai Cập. Về độ chính xác trong thiên văn, nó không hề thua kém những di tích của nền văn minh Maya. Còn về sự sáng chói trong nghệ thuật, nó thách thức công viên khủng long của châu Âu. Khi so sánh như vậy, bạn sẽ lấy làm lạ là đền Angkor không nổi tiếng bằng những công trình tương tự như nhà thờ Đức Bà hay Taj Mahal. Trong thực tế, nhóm nghiên cứu của chính phủ Pháp đã bắt đầu phục hồi những di tích và đền đài ở đây từ đầu thế kỷ thứ 20. Và trong những năm 20-30, Angkor với vẻ đẹp huy hoàng của mình trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách châu Âu thời thượng. Nhưng cuộc chiến tranh diễn ra vào nửa sau thế kỷ 20 đã khiến cho bóng đen bao trùm lên vẻ đẹp thuần khiết của khu di tích. Và các học giả không thể tìm hiểu thêm về một trong những nền văn minh cổ vĩ đại của thế giới. Chúng ta được chiêm ngưỡng những công trình này là nhờ có công sáng tạo của những vị vua. Để có thể hiểu sâu hơn về những bí ẩn của Angkor, chúng ta sẽ phải chờ đợi những nghiên cứu sau này. Nghiên cứu các địa điểm khác nhau, người ta có thể biết được thời kỳ thịnh hưng của một nền văn minh. Ở châu Á, Angkor là nơi đáng quan tâm bậc nhất. Các dấu ấn trong lòng đất của nó gần như còn nguyên vẹn, bởi trước đây người Pháp chỉ quan tâm đến việc gìn giữ những kiến trúc bề mặt và phục chế phần bên ngoài ngôi đền để phục vụ du khách. Nếu so sánh với các địa điểm khác như ở Mỹ hoặc các công trình của người Maya, chúng tôi biết rằng chắc chắn lòng đất còn cất giấu những minh chứng về cuộc sống của những người đã dựng nên Angkor. Người châu Âu đầu tiên phát hiện ra Angkor đã dự đoán rất nhiều về tác giả của thành phố đầy cuốn hút này. Một số người cho rằng đó là một trong những người chinh phạt như Alexander Đại Đế hay cũng có thể là đế chế La Mã cổ đại. Họ không tính đến khả năng của những người Khmer cổ cũng có thể là đã xây dựng nên Angkor. Họ quan sát những người dân bản xứ sống gần đó, những nông dân Campuchia, và họ không thể nào tin rằng tổ tiên của những người này đã tạo nên Angkor. Thế nhưng, họ đã thay đổi suy nghĩ của mình khi bắt đầu khám phá ngôi đền. Họ tìm thấy những bức phù điêu bằng đá, những bản khắc chữ, tất cả đều bằng tiếng Khmer cổ. Những văn bản cổ này đã tiết lộ tác giả của Angkor chính là người Khmer. Tổ tiên của những người Khmer sống quanh Angkor ngày nay cũng chính là người đã tạo nên những công trình vĩ đại này trong quá khứ. Những ghi chép tỉ mỉ trên phù điêu đã khẳng định rằng những ngôi đền đáng kinh ngạc này được tạo nên trong khoảng 500 năm, từ năm 800 đến năm 1300 sau Công Nguyên. Khi mà châu Âu bắt đầu nghĩ ra những thứ như hiến pháp, thì một dân tộc Campuchia gọi là Khmer đã xây dựng nên công trình vĩ đại này.
Khi các học giả nghiên cứu những bức phù điêu tìm thấy ở Angkor, các trang sử Campuchia dần được mở ra. Dân tộc Khmer bắt đầu trở nên có thế lực vào khoảng năm 802 sau Công Nguyên. Và vị vua đầu tiên của họ là Suryavarman đã tổ chức buổi lễ ăn mừng ở ngọn núi phía bắc Angkor. Ở đó, ông được tôn là đấng sinh thành của vũ trụ. Mỗi một vị vua khi lên ngôi đều phải xây dựng cho mình khu đền thờ riêng. Ở chính giữa khu đền là bức tượng vị thần Shiva trong đạo Hindu, người mà đức vua tôn sùng. Các triều đại khác nhau chọn cho mình một thủ đô khác nhau và xây dựng nên những ngôi đền mới. Sau hơn 500 năm, những người dân Campuchia đã nối tiếp nhau khám phá hơn 125 dặm vuông rừng nhiệt đới. Quần thể đền đài Angkor Wat được xây dựng dưới thời trị vì của vị vua quyền lực nhất Khmer, vua Suryavarman đệ nhị. Vào thế kỷ thứ 12, ông đã mở rộng đế chế Khmer. Trong suốt hơn 37 năm, người Khmer đã dốc sức xây dựng khu đền này. Họ đã sử dụng hàng trăm tấn đá các loại. Mỗi tảng đá đều được gọt đẽo cẩn thận và đặt vào vị trí một cách thủ công, không dùng đến bất cứ loại máy móc nào. Ngày nay, Angkor Wat được biết đến như là khu di tích bằng đá lớn nhất trên thế giới và cũng là công trình tôn giáo lớn nhất từng được xây dựng nên. Bên cạnh đó, nhà sử học Elena Monica còn phát hiện ra rằng đây là một cuốn lịch bằng thiên văn rất phức tạp. Tiến sĩ Monica bắt đầu tìm kiếm những liên kết với hệ mặt trời. Khi mặt trời mọc vào ngày dài nhất trong năm, bà đã tìm ra dấu hiệu đầu tiên tại cổng phía đông bắc của đền Angkor Wat. Khi bạn vào đền Angkor Wat, có một chiếc cổng ở phía bắc, ngay chính giữa lối lên cầu. Bạn sẽ thấy một hiện tượng đặc biệt vào các ngày hạ chí và đông chí. Vào ngày hạ chí, khi bình minh lên, bạn sẽ thấy mặt trời mọc ngay chính giữa chiếc cổng đó, tức là vào ngày 21 tháng 6. Trong ngày đông chí, bạn nhìn về phía nam và sẽ thấy mặt trời mọc ngay phía trên chiếc cổng đối diện. Như vậy là mặt trời lần lượt mọc ở cổng bên này, rồi sang bên kia và quay trở lại. Vào lúc mà người châu Âu còn mải mê khám phá mặt đất, thì người Khmer đã tìm hiểu bí mật của vũ trụ. Mỗi một ngôi đền mới đều được đặt ở trung tâm thành phố và thế giới của người Khmer hình thành xung quanh ngôi đền đó. Đó là một cách rất tuyệt vời để kết nối dân tộc, con người và các vị vua với các vị thần và các vì sao, kết nối ngôi đền với mặt trăng và mặt trời. Đó là một cách hòa nhập hiếm thấy trên thế giới và nó đã được áp dụng tại Angkor trong hơn 300 năm. Điều đó khiến họ trở nên khác biệt. Sự phồn thịnh của Angkor Wat không kéo dài được lâu sau cái chết của người đã dựng nên nó, vua Suryavarman đệ nhị. Sau đó, vào thời vua Jayavarman thứ bảy, ông đã tạo nên những kiệt tác đẹp hơn cả các vị vua trước đó. Vào năm 1986, các nhà khoa học Ấn Độ đã được phép đến Angkor Wat nghiên cứu. Kể từ đó, các chuyên gia phương Tây đã quay trở lại khu rừng nhiệt đới Campuchia. Tình trạng của khu di tích là mối lo chung của các nhà khoa học, nhưng cho tới nay, họ chưa bao giờ nhất trí với nhau về biện pháp phục hồi tốt nhất đối với ngôi đền. Thách thức lớn nhất là giữ không cho các loài thực vật lấn sâu vào đền. Rất nhiều ngôi đền nhỏ đã bị khu rừng che phủ như khi người Pháp lần đầu tiên đặt chân tới đây từ nhiều thế kỷ trước. Các nhà khoa học Pháp đã trở về nước khi nội chiến diễn ra. Những người đã phải kìm nén mong muốn được khám phá và tìm hiểu ngôi đền suốt nhiều năm là những người đầu tiên quay trở lại. Ở đây, tại Angkor Thom, họ đang tiếp tục khôi phục các di tích cổ. Các chuyên gia dự đoán là nền văn minh Angkor tuyệt vời đang biến mất mỗi ngày. Năm 1993, rất nhiều tượng đã bị chuyển đi đến một cái cổng mới. Ngoài ra, còn một tình trạng rất đặc biệt và cũng rất nguy hiểm đang diễn ra ở Angkor, đó là bom mìn. 20 năm nội chiến đã để lại hơn 10 triệu quả mìn trên khắp Campuchia.
trung bình hơn một quả cho mỗi nam giới, nữ giới và trẻ em Campuchia. Nỗ lực cứu Angkor khỏi mìn kéo dài khá lâu rồi, và các nhà phục chế cũng như khảo cổ học sẽ phải bước đi rất cẩn thận trong nhiều năm tới. Người Khmer cổ đã tạo ra chúng. Ngày nay, người dân Campuchia đang phải đấu tranh để bảo tồn di sản của mình. Angkor là một trong những kỳ quan khảo cổ thực thụ của thế giới. Sức hấp dẫn đối với du khách của nó chính là một trong những hy vọng lớn lao để khôi phục nền kinh tế Campuchia.